Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lời nói đầu tiên, xin cho con đê đầu đảnh lễ vấn an khánh tuế hòa thượng ân sư thượng trí Hà Quảng, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ban quản trị tổ đình Phổ Quang. Kính nguyện hồng ân tam bảo, thùy từ gia hộ hòa thượng ân sư chư tôn thiền đức, pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu vũ trụ ta bà, là một bậc mô phạm lèo lái con thuyền chánh pháp cho chúng con và chúng sinh rời bờ mê đến bến giác. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Và thiện xuân rất vui được gặp gỡ quý Phật tử tại chùa Phổ Quang. Nhưng mà nhìn xuống quý Phật tử thấy gần như là đạo tràng mình tu quá tinh tấn, cho nên giảng sanh hơi nhiều, tu về trển bớt rồi. Còn những người mà tu ở lại đây ít hơn. Chúc quý vị thường tinh tấn để nối gót theo những người đã về tới Tây Phương. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Thầy mà đi tới đâu mà thầy thấy còn đông đông á là thầy biết tu dỗm rồi. Mà đi tới đâu mà thấy còn có mấy người là thầy biết tu tốt lắm. Vì tu tốt quá cho nên đạo tràng còn trống lắm. Còn tu dỏm á, là còn đông lắm. Bởi vì còn đang tu, còn người ta đã tu chứng rồi cho nên đi rồi. Như vậy ngày hôm nay Thiện Xuân sẽ chia sẻ cùng quý Phật tử một chủ đề nho nhỏ, nhỏ nhỏ xíu thôi. Mình tu ít ít thôi để mình còn tu lâu một chút. Chủ đề đó chính là chủ đề sám hối. Mà quý Phật tử biết trong giáo pháp của Phật, người biết sám hối nghĩa là người biết trở về. Mà người trở về nghĩa là người đó giác ngộ. Nhưng mà khi nào ta sám hối? Thì Thiện Xuân mong rằng cái phương pháp sám hối mà Thiện Xuân nói hôm nay, nó không phải là phương pháp từ xưa tới giờ mà quý Phật tử sám hối. Mà phương pháp sám hối Thiện Xuân nói nghĩa là chúng ta phải tự nhận ra cái lỗi của mình để chúng ta sám hối từ bây giờ. Đừng để nước tới chân rồi mới nhảy, không kịp. Thì ai là người sám hối? Đức Phật dạy, đệ tử Phật mà người nào biết quy y, nghĩa là người đó biết quay về nương tựa. Vậy ta quay về nương tựa ai? Ta có ba cái chỗ quay về nương tựa. Một, con nương tựa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để con thấy rõ tự tánh Phật của con. Và hôm nay tôi nói cái chủ đề sám hối chính là cái thân nó sám hối với cái tâm, nghĩa là cái kẻ đam mê dục vọng quay trở về sám hối với tự tánh Phật của mình. Thứ hai, ta quy y pháp thì tự ta với những cái pháp động, pháp vọng, ta quay về sám hối với pháp chơn, pháp không sanh của chính mình. Ta nương tựa lời Phật dạy, pháp của Phật là pháp giải thoát, mà con thì lại mê mờ vọng tưởng điên đảo. Cho nên bây giờ con phải lấy pháp vọng để quay về sám hối với pháp chơn. Thứ ba, con quy y tăng là quy y một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp
mà bản thân con thì không thanh tịnh hòa hợp. Con chưa tùy sở trụ xứ thường an lạc, cho nên con phải quay về sám hối với tự tánh hòa hợp thanh tịnh của chính con, để xây dựng cho mình một quốc độ an lạc. Đó là cực lạc ở trong con. Đó là nội dung sám hối mà Thiện Xuân sẽ chia sẻ cùng đại chúng hôm nay. Mời Phật tử uống nước. Làm gì làm, uống nước trước rồi làm. Người xưa có câu: có thực mới dựng được đạo, mà có nước để uống rồi hãy làm. Điều đầu tiên Thiện Xuân suy nghĩ cái giải pháp sám hối này để làm phương châm nhắc nhở chính mình. Ai là người tu cho mình? Đức Phật ra đời chỉ một đại sự nhân duyên lớn, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Mà ta được thân người là khó, gặp được giáo pháp của Phật là khó, mà giác ngộ tu hành lại càng khó hơn. Huống chi con đã được thân người sáu căn vẹn đủ, được quy y Phật, được làm người Phật tử, nhưng con vẫn còn là kẻ cùng tử, con chưa tự biết sám hối. Vậy thì khi quy y, quý ngài vẫn dạy con phương pháp sám hối. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Vậy mà tội từ tâm khởi, vậy là con đem cái tâm nào gọi là tâm cần phải sám hối? Tại sao con có Phật tánh mà giờ này tội từ tâm khởi? Vậy tâm đó là tâm gì? Nếu con mượn phương tiện mà Đức Phật dạy 49 năm thuyết pháp, Phật có dạy cho chúng con về tâm vương, tâm sở, tâm sắc pháp, tâm bất tương ưng hành và tâm vô vi, cộng lại thành 100 loại tâm khác nhau. Vậy tâm nào con cần phải sám hối? Vì sao? Vì nó khởi ra ác niệm. Vậy niệm nào là niệm ác? Niệm nào mà rời khỏi tự tánh thanh tịnh sáng suốt của con, niệm đó được xem là ác ma, niệm đó cần phải sám hối. Vậy người nào biết sám hối, người đó tự nhận ra niệm nào là niệm ma, còn niệm nào là tự tánh Phật. Như vậy cái niệm nào vọng tưởng khởi lên, niệm này con phải sám hối. Vì Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh sợ quả, chúng sinh thì đợi tới kết quả mới sám hối thì nó muộn rồi. Mà chúng sinh vừa khởi lên một niệm, niệm đó xa lìa với tự tánh thanh tịnh của mình, niệm đó sám hối liền. Cho nên hôm nay tôi khởi lên một niệm đi giảng là tôi sám hối rồi. Thiện Xuân ơi, mày mà giảng cái gì, bắt đầu mày khởi vọng niệm rồi ư? Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Uống miếng nước. Cái tội đi giảng, cái tội khởi ra tâm niệm đi giảng là phải sám hối. Uống nước để biết rằng nước là thể tánh thanh tịnh, nhưng mà khi ta uống nó là ta uống vào một cái thân bất tịnh của ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược. Uống nước thanh tịnh vô cái thân trược này, nước này biến thành trược.
Ta khởi ra một niệm, niệm đó biến thành trược. Vậy ta đi tu mà mỗi lần ta khởi niệm thì niệm đó nó trược, vậy mà ta không thấy. Vậy ta tu cái gì? Ta đòi thành thì ta thành cái gì? Ta chứng cái gì? À, vậy là tâm niệm khởi lên một niệm chứng. Tâm niệm đó bạn đã sai rồi. Bạn chứng cái gì? Và tôi khởi lên tâm niệm đi giảng thì tôi hỏi: mày lầm rồi, mày giảng cái gì vậy? Hay là bạn đang đi làm cho người khác vọng tưởng điên đảo vì một niệm của bạn đã xa lìa tự tánh thanh tịnh sáng suốt? Vậy là bạn vốn bất ổn, vậy là bạn mang cái bất ổn đó đến cho người khác, bạn cho rằng bạn giảng ư? Nam mô thường ngu quá Bồ Tát. Dò cái đầu mình để biết rằng mày tu mà mày ngu như vậy. Vậy thì Đức Phật tùy phương tiện mà thuyết pháp. Thì tôi cũng nói: Phật ơi, cho con một phương tiện để thuyết pháp. Phật cho con một tài sản lớn, đó là trí tuệ. Nhưng con có trí tuệ hay không? Vậy là cái trí tuệ đó có phải là cái niệm mà con khởi ra để con xa lìa tự tánh Phật của con hay không? Như vậy tại sao Phật dạy 49 năm chi cho cực vậy? Ngài chỉ cần ra đời 30 giây hay là 1 phút hay 1 giờ thôi, Ngài nói cho chúng sinh một câu thôi rồi Ngài nhập Niết Bàn đi đặng con khỏe. Còn cứ một câu đó con tu thôi. Cũng do vậy mà Tịnh Độ nói là Phật dạy chi nhiều á, Ngài dạy Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi, sau đó Ngài nhập Niết Bàn. Vậy là con chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật con tu. Chứ mắc gì mà Ngài dạy 49 năm chi? Ngài dạy chi cái bộ kinh Pháp Hoa mà 8 năm giảng kinh Pháp Hoa, để rồi Hòa Thượng Tôn Sư của con đi học cả chục năm luôn mà hiểu được tư tưởng kinh Pháp Hoa, hướng dẫn cho mọi người tu theo kinh Pháp Hoa, thì con mới hiểu rõ ở trong con đã tích chứa đầy những cái phiền não khổ đau. Chúng sinh căn tánh không giống nhau, mà bây giờ biểu giảng một chữ thì chúng sinh chỉ có ngu cộng thêm ngu, tóm lại là double ngu, làm sao nó ra khỏi được? Từ chỗ đó tôi khởi ra một niệm thì tôi mới xin Phật cho con đi giảng, mà chủ yếu Phật tử hiểu được ý của con. Chứ còn con khởi cái niệm giảng sám hối thì chính con đã sám hối với tự tánh Phật của con rồi. Nói ít sai ít, nói nhiều đi xa nhiều, càng nói càng sai. Vậy mà chọn cái ngành giảng sư để nói, nói từ sáng tới chiều Nam Mô Gu Dứ Dằn Bồ Tát. Và tôi cứ niệm để tôi tự sám hối với mình rằng bạn nói càng nhiều bạn càng sai, nhưng mà bạn chọn cái con đường đi thuyết pháp thì bạn phải khéo vận dụng ánh trăng của bạn. Cho nên hồi nãy tôi cầm cái quyển kinh Lăng Già là ánh trăng bản thể của mình, nhưng mà tôi cầm đi thôi chứ có đọc được trang nào đâu. Có thời gian đâu đọc, nhưng mà cái quyển đó tôi học rồi, tôi cầm để tôi hưởng thụ cái năng lượng trong kinh Lăng Già để đi vào trong tôi. Chỉ cần cầm đến là hưởng thụ năng lượng đó rồi. Cho nên Hòa Thượng Tôn Sư giảng xong Ngài xuống xá Ngài, cái là tôi hưởng năng lượng của Ngài là tôi tròn đầy rồi. Vì sao vậy? Vì Ngài là Phật của tôi. Tôi thấy Ngài nghĩa là tôi đang thấy Phật của chính mình. Để tôi biết rằng để tu tập giống như Hòa Thượng không phải một sớm một chiều, không phải một ngày một bữa, không phải học chỉ một chút xíu là có thể thành tựu được. Rồi bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời
gian khổ cuộc đời nuôi ta lớn, bao lần thất bại dạy ta khôn. Mỗi lần như vậy mình tự quay trở về để thấy rõ tự tánh mình có nhiễm ô hay không. Tôi có phải vì danh vì lợi hay không? Nếu tôi khởi lên một niệm danh lợi, tôi không làm gì hết, thì tôi đảnh lễ tôn sư để tôi thấy rằng cả một đời cống hiến cho đạo, gánh vác cái sự nghiệp Phật giáo trên vai, để rồi người ta đâu có để yên cho Hòa Thượng Tôn Sư. Người thì khen, kẻ thì chửi, Ngài vẫn là Phật của tôi. Đồng ý không quý Phật tử? Mình khởi ra một niệm danh lợi, để rồi mình không có nhận cái trọng trách nào hết, mình cho rằng mình tu ở đúng hư. Bạn đã sai lầm, bạn không làm gì hết, Phật tánh của bạn cũng vốn nó đang nhiễm ô. Nhiễm ô cái kiểu gì? Nhiễm ô bởi tâm của bạn là một tâm thối chuyển. Tâm của bạn là tâm bỏ xuống những cái gì phiền não, mà phiền não đó bạn chất trên vai của người khác, vì bạn vô tâm với Phật Pháp. Đức Phật đã để lại một kho tàng vô giá, đã để lại một trí tuệ tuyệt vời. Nhưng những người con Phật giống như bạn, sợ hãi phiền não, sợ hãi khó khăn, sợ ô nhiễm tâm mình, để rồi sự nghiệp Phật giáo sẽ chôn vùi theo năm tháng, gọi là tiêu nha bại chủng. Tiêu nha bại chủng bởi vì không có những con người phát đại thừa tâm, phát tâm bồ đề lớn để nuôi dưỡng tự tánh của mình và của mọi người. Tôi đi giảng để tôi tự sám hối với mình rằng tôi đang xa lìa tự tánh Phật của tôi. Nhưng đó là những bước đi của Bồ Tát đã làm. Cho nên Hòa Thượng là Bồ Tát của tôi. Chư Tôn Hòa Thượng, quý Ni Trưởng, Ni Sư, những bậc này là mô phạm, là cái trụ để cho Phật giáo được trường tồn. Còn cuộc đời này vốn dông bão, chúng ta mặc cái áo giặt cho thật là sạch, cho thật là trắng, vừa bước ra là bụi nó bám liền. Rửa chiếc xe thật sạch, bước ra bùn nó văng lên. Vậy thì rút vô bên trong ngồi là ổn chứ gì. Và Phật giáo mất gốc, gọi là tiêu nha bại chủng. Nhiều người do tâm sám hối giữ cho mình trong sạch thanh tịnh, nhưng chẳng có ích gì cho ai cả. Như vậy là mình tu vô dụng ư? Mình tu trở thành một cái người sống qua ngày chờ qua đời. Mình sợ hãi với chính mình, để rồi có những người ngồi một chỗ niệm Phật, tụng kinh, trì chú, tham thiền, muốn thành tựu được cái gì đó, thì tôi nghĩ người đó nên suy nghĩ lại tự tánh Phật của mình. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo. Bạn đọc câu đó mà bạn không hiểu câu đó, cho nên đạo lớn bạn không đem truyền bá, ánh sáng không phát ra, ngọc bất trát bất thành khí, thì bạn bước ra để cho ánh sáng của bạn lớn hơn. Tự thể của bạn vốn trong sạch thì dầu rằng có bụi nó bám vào, chỉ cần thổi sơ nó hết. Cho nên sám hối là cái mà tôi luôn nhận ra vọng tưởng của mình. Tất cả những vọng tưởng đó ai cũng có. Phật có vọng tưởng hay không? Phật thành Phật rồi thì Phật không gọi là vọng tưởng, mà mọi cái khởi niệm của Phật được gọi là Phật sự. Như vậy Phật sự ở đâu? Phật sự ở chỗ làm lợi lạc cho chúng sinh. Ai làm lợi lạc cho chúng sinh, việc đó gọi là Phật sự, xuất phát từ cái tâm của mình. Vậy là tâm Phật. Tâm nào gọi là tâm Phật? Tâm nào lợi ích cho chúng sinh, tâm đó gọi là tâm Phật. Tâm nào lợi ích cho bản thân mình, tâm đó là tâm chúng sinh. Thì bắt đầu tôi mới nghĩ,
Vậy là nếu tôi không đi giảng dạy, tôi ngồi để tôi an lạc hạnh phúc cho chính mình, thì tôi nói mày chỉ là chúng sinh thôi, mày chỉ biết cho mày thôi. Vậy là mày chỉ là một chúng sinh đần độn, chúng sinh đó không bao giờ thành Phật được. Hãy bước ra đi. Mày bước ra nhưng mà tâm của mày vẫn bình yên, vậy thì mày tu đúng rồi. Còn khi mày bước ra mà tâm mày bất ổn, vậy là mày phải sám hối cái tâm bất ổn đó, tâm đó là tâm ma. Còn mày bước ra mà tâm mày vững chãi, mọi việc mày làm được hết, vậy là tâm đó là tâm Phật. Những việc mình làm được, cái đó gọi là Phật sự. Còn cuộc đời này vốn nó là bùn nhơ, không bước xuống bùn nhơ thì làm sao mà có sen được chứ. Sen không rời khỏi bùn, chánh pháp không rời khỏi chúng sinh. Như vậy mặt bên này gọi là chánh pháp, mà mặt trái của nó gọi là tà pháp. Vậy là tà với chánh là một hay là hai? Vô minh và Phật tánh là một hay là hai? Vô minh tánh tức Phật tánh. Như vậy mình tự sám hối với Phật tánh của mình, nhưng không bỏ bất cứ một việc gì. Ta tự sám hối nhưng mà ta không từ nan bất cứ một việc gì. Việc đó người ta cho là đúng thì cũng chưa chắc là đúng. Việc đó người ta cho là sai cũng chưa chắc là sai. Nó sai với ai và nó đúng với ai cơ? Đó là sám hối cái tâm của mình khi khởi ra một vọng niệm để mình trở về với tự tánh Phật. Đừng bao giờ xa lìa tự tánh Phật, mà cũng đừng bao giờ sợ hãi bất cứ một điều gì. Điều thứ hai, tôi sám hối với pháp mà tôi đã quy y. Tài sản của Phật chỉ là pháp. Phật nói pháp, chư tăng học pháp để nói pháp. Như vậy pháp vốn thanh tịnh, pháp Phật là pháp giải thoát, thì tại sao chư tăng đi giảng pháp mà chư tăng không được giải thoát? Hay là chư tăng đã học chưa được cái pháp? Thì tôi nghĩ pháp mà chư tăng đã dạy cho Đức Phật, đã dạy cho chư tăng: hoằng pháp vi gia dụ, lợi sanh vi bản hoại. Hoằng pháp là nhiệm vụ của người xuất gia. Phật pháp sương minh do tăng già hoằng hóa. Như vậy Phật pháp có trường tồn, có sương minh hay không là do tăng già hoằng hóa. Vậy mà khởi ra một tâm niệm là chúng ta đã sám hối. Cho nên văn ôn võ luyện, nhiều người nói nhiều sai nhiều cho nên không muốn nói. Thành thử ra những gì mình học được không còn trong trái tim mình. Tình thương của mình với chúng sinh nó cũng mất dần theo năm tháng. Rồi bản thân của mình ích kỷ, chỉ biết cho mình mà thôi. Tôi học là để tôi tu cho bản thân tôi. Như vậy tôi chỉ là người nhỏ bé, tôi là người phản bội lại chánh pháp. Cha mẹ mình để lại tài sản cho mình mà con không biết phát huy tài sản đó. Phật đã để lại cho tôi pháp, tôi học xong rồi tôi rút vô trong núi tôi tu, vậy là tôi đã phản bội lại pháp. Phật đã cho ta chánh pháp, vậy mà chúng ta học được rồi chúng ta không làm gì cho chánh pháp được trường tồn, vậy là chúng ta có tội với chánh pháp. Mà chúng ta biết chánh pháp là cái gì? Tam sao thất bổn. Đức Phật nói không có ghi chép lại, 500 năm sau ghi trên lá bối, rồi lá nó cũng mục theo thời gian. Vậy thì bây giờ chánh pháp ở đâu ra? Tìm chánh pháp ở đâu? Trong tam tạng kinh điển là chánh pháp ư? Dạ không. Chánh pháp ở trong tâm của mỗi con người hiểu được pháp hay không. Pháp của Phật là tâm truyền tâm, chứ không phải pháp của Phật là tiếng nói. Phật nói ra không phải là pháp, mà người hiểu được cái đó mới gọi là pháp. Vậy thì làm sao có chánh pháp, làm sao có tượng pháp, làm sao có mạt pháp? Người nào không hiểu được tâm của Phật truyền cho mình thì kẻ đó không có pháp, gọi là mạt pháp.
giờ này mở miệng ra nói mạt pháp là cái người đó Nam Mô thường ngu dữ tọt Bồ Tát. Nó ngu quá cho nên nó nói mạt pháp. Vì pháp không hề có. Phật truyền cho tổ bằng tâm, tổ truyền cho tổ bằng tâm, không truyền bằng miệng, mà tạm mượn cái lời. Pháp pháp bổn vô pháp, pháp pháp hà tằng pháp. Vậy thì pháp là cái gì? Đức Phật truyền cho tổ Ca Diếp bằng pháp, nhưng mà không hề có pháp. Pháp pháp bổn vô pháp, gốc của pháp là không pháp. Như vậy ta phải đi học được cái pháp không là tâm của Phật ở trong tâm ta, thì làm sao có tượng pháp, làm sao có mạt pháp. Cho nên người nào nói mạt pháp, người đó đi sám hối đi. Người nào nói tượng pháp, đi sám hối luôn. Bạn chỉ có chánh pháp. Chánh pháp là Phật trao cho bạn chánh pháp nhãn tạng. Bạn phải lấy tri kiến Phật để bạn nhìn thấy các pháp là vốn không sanh không diệt. Bạn thấy nó sanh diệt, cho nên bạn thấy có chánh, có tượng, có mạt. Nếu bạn thấy không pháp, làm sao có chánh, có tượng, có mạt được? Đồng ý không Phật tử? Vậy là Phật tử đồng tình với tôi hay đồng lõa? Để những người mà nói mạt pháp thì người đó là người không có miếng pháp nào, không hiểu được lời Phật dạy. Thì không hiểu được lời Phật dạy thì tu thành Phật hay tu thành cái gì? Cho nên có người niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ai giảng gì cũng không nghe, nói mạt pháp rồi mà ngồi nó hoài. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng có nghe ai nói hết, lo niệm Phật đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mạt pháp rồi. Thì cái người mà niệm Phật mà sợ rằng nó mạt pháp rồi tranh thủ tu, tu cái kiểu ngu như vậy, thành Phật không? Nó có hiểu pháp là gì đâu mà tu. Không hiểu pháp mà tu thì tu thành cái gì? Pháp của Phật dạy là không có sanh, không có diệt, không có tu cũng không có chứng đắc. Không có tu, không có chứng. Kinh Bát Nhã đã nói không có trí cũng không có, không có vô minh cũng không có hết vô minh, không lão tử cũng không có hết lão tử, không khổ tập diệt đạo, không trí không có đắc, không có trí không có đắc. Vậy thì pháp của Phật đâu có cái gì trí, mình còn chấp vô cái trí thì mình còn chấp vô cái ngu. Cho nên pháp của Phật, ai học pháp chấp vào pháp nên sám hối. Học pháp mà chấp pháp là cứ đi sám hối. Cho nên có người hỏi thầy Xuân, thầy tu cái tông gì? Tôi nói tôi tu lòng tông. Dầu rằng tôi cầu pháp với Hòa Thượng Tôn Sư, ngài chữ Tâm, ngài đặt tôi chữ Nguyên, tôi đặt đệ tử chữ Quảng, mà tôi thấy nó quảng hồn hết, cho nên tôi sửa chữ Hạnh. Cái dòng kệ là Tâm Nguyên Quảng Nhuận. Nhưng mà tôi đặt chữ Quảng, bao nhiêu nó quảng hồn nó đi hết, thôi tôi đặt chữ khác. Vậy thôi. Nghĩa là tôi không chấp vào pháp. Tôi biết pháp nhưng mà tôi không chấp vào pháp. Miễn pháp nào nó phù hợp sử dụng, không phù hợp không sử dụng. Chứ không phải là mình nói à, cái này Phật dạy cho nên phải giữ y vậy. Dạ không. Đức Phật mượn phương tiện để dạy. Đệ tử Phật phải có phương tiện để hành pháp, phải hiểu pháp, phải biết dùng phương tiện để hành pháp. Chứ không phải Đức Phật dạy cho một đám ngu để chấp vào pháp. Nói như vậy nó mít lòng lắm. Nhưng mà phải nói, tại giờ này nhiều người không chịu sám hối và cứ chấp vào pháp và cho rằng mình phải tu thế này, mình phải tu thế này, mình phải tu cái này. Tu cái gì cũng được hết. Cũng giống như người ta đi máy bay, người ta đi xe lửa, đi xe taxi, đi xe đạp, đi Honda, đi ghe, muốn đi cái gì đó đi. Bây giờ nó sắm luôn cái xe có hai, có cái bánh, rồi nó đứng trên đó, nó chạy. Một mình nó hả? Muốn chạy sao đó nó chạy. Dùng phương tiện gì cũng được, đi tới đâu bạn muốn. Cho nên pháp của Phật chỉ là phương tiện thôi.
49 năm thuyết pháp, Đức Phật nói những gì ta nói giống như ngón tay, nó là phương tiện chỉ mặt trăng. Vấn đề quan trọng ta muốn nói cho quý vị biết là mặt trăng là thể tánh thanh tịnh không sanh không diệt của quý vị. Như vậy pháp chỉ là ngón tay, vậy mà giờ này có biết bao nhiêu người chìm đắm trong ngón tay không ra khỏi được, chấp vào phương pháp tu. Và có người còn nói chỉ nghe một thầy thôi, đừng nghe nhiều thầy, nó loãng. Vậy mà đạo tràng này Hòa Thượng Tôn Sư vẫn cho chủ nhật như vậy hai giảng sư giảng, mà Hòa Thượng Tôn Sư là biết bao nhiêu công tác Phật sự, vậy mà Ngài đích thân Ngài giảng đạo tràng này. Phải nói là quý Phật tử phước, tôi không hiểu là phước đi tới đâu, phước nó lớn tới cỡ nào. Cho nên tôi mừng đạo tràng này lúc đầu là ngồi hết tầng dưới tới tầng trên, giờ này tầng dưới còn có phần nữa thôi. Vậy là tôi biết nhờ Hòa Thượng giảng mà công đức viên mãn, đi hết luôn, tu chứng hết rồi. Cho nên là tu chứng hết rồi, cho nên là ở đây còn ít. Hòa Thượng bữa nay ngày mừng dữ lắm, thấy còn có bao nhiêu đây là ngày mừng dữ luôn, là bởi vì tu chứng nhiều rồi. Thì từ cái chỗ mà giáo pháp của Phật không có phải nói cho ít người hay nói cho nhiều người, vấn đề quan trọng là nói cái người nói và người nghe có hiểu cái ý nhau hay không. Nếu quý vị mà hiểu được ý của tôi thì khả năng của quý vị bằng tôi và hơn tôi chứ không có thấp hơn. Còn tôi nói 10 mà quý vị hưởng được 1, vậy là quý vị mới có 1 phần 10 của tôi. Tôi nói 10 mà quý vị hiểu luôn 10 mà hiểu cả 20 nữa cơ, vậy là quý vị siêu dữ lắm rồi. Quý vị đủ khả năng lên đây thay tôi để giảng rồi, chẳng qua là quý vị ngồi lên đây không ai nghe thôi. Là tại vì tôi phủi tóc, tôi tu học, tôi có nhân duyên cho nên tôi nói, chứ còn nhiều người là nói hay hơn tôi, pháp ở trong quý vị là dữ hơn tôi. Cho nên tôi chỉ nói chứ không phải là tôi hay hơn quý vị. Đây là tôi là cái dạng như là bảo vệ luận án vậy đó. Quý vị là những giáo sư ngồi để kiểm tra tôi. Xin thân ái chào các vị giáo sư. Ở đây là giáo sư không, cho nên tôi là phải bảo vệ luận án của chính mình. Tôi cũng giống như là tôi đi bảo vệ luận án vậy đó. Lúc đầu thì tôi phải bảo vệ đề cương, sau khi bảo vệ đề cương rồi các vị giáo sư cũng góp ý rất là nhiều, rồi bắt đầu về viết được cái luận án xong đi bảo vệ cũng te tua tơ tả chứ đâu phải đơn giản đâu. Do vậy mà tôi cảm nhận được rằng chúng tôi đi giảng cũng chỉ là người bảo vệ luận án thôi, chứ cũng không có phải là giỏi gì đâu. Giáo sư ở dưới là cái người chấm thế này, người chấm thế nọ, người chấm thế kia, chấm riết banh luận án của tôi hết trơn, chứ đâu phải là cho tôi còn miếng nào đâu. Nhưng mà thấy tôi trình bày, tôi thuyết trình hợp lý, rồi cho qua, rồi ráng bổ sung. Cho nên cuộc đời tôi hiểu được lời Phật dạy, cho nên sống trong cuộc đời các pháp, pháp tốt, pháp xấu, pháp không tốt, không xấu, người tốt, người xấu, người không tốt, không xấu, chỗ đông, chỗ ít và chỗ cũng không đông, không ít. Phật dạy cho tôi một cái pháp bình đẳng tâm, để cho tôi cảm nhận được rằng vạn pháp xum la vạn tượng, nhưng con luôn luôn sám hối là bởi vì con không nhận được tâm của Phật, vì con sanh ra Phật đã nhập Niết Bàn. Phật tại thế thời ngã trầm luân, ngã đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tâm can đa nghiệp chướng. Tại con nghiệp chướng nó dày quá cho nên con không đủ duyên để thấy Phật. Nói là nói vậy thôi, đổ thừa vậy cho vui, chứ còn mình sanh cùng cái đời Phật thì cũng đâu có gặp Phật được đâu. Có nhiều người sanh cùng thời Phật, Phật dạy cũng trơ trơ à. Y như giờ mình sanh cùng cái thời của Hòa Thượng thì Hòa Thượng là Phật của mình đó, nhưng mà Hòa Thượng giảng mình cũng trơ trơ, chứ đâu phải là mình thấm nhuần giáo pháp của Hòa Thượng cái mình chứng cái rột cái mình bay lên hư không đâu. Không có. Từ chỗ đó học là một chuyện, thực hành là một chuyện, không có dễ mà chúng ta thực hành những lời dạy cao quý. Đó là giáo pháp của Phật. Con học mà con thực hành không được, cho nên con luôn luôn sám hối. Con sám hối rằng giáo pháp của Phật là một tài sản tuyệt vời. Tài sản đó đưa con đến cõi vô sanh.
giáo pháp của Phật đưa con có khả năng tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông. À, như vậy thì mình tạm mình mượn một cái lục thông để mà mình nói giáo pháp của Phật ha, để mình sám hối là con nghiệp chướng nặng nề, con không thể nào thông được. Lục thông có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, đó là năm thông. Cái thông thứ sáu là lậu tận thông. Bây giờ nói thiên nhãn thông, Phật cho con một giáo pháp để khai mở cặp mắt của con. Từ nhục nhãn, thiên nhãn, hệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Phật đã thành tựu được Phật nhãn, còn con nhục nhãn còn nguyên. Con sám hối với giáo pháp là bởi vì con học, con hiểu nhưng con không thể thực hành được. Vậy phương pháp nào để cho con thực hành được thần thông nhãn? Phật tử hằng ngày sám hối và bắt đầu đọc sách, lấy cặp mắt này nè đọc giáo pháp của Như Lai. Quý vị cố gắng giùm thầy mỗi ngày đọc 100 trang giáo pháp của Như Lai, đúng 10 năm đạt được thiên nhãn. Ghi vô, ai có viết ghi vô, còn không ấy cắn máu, cắn máu ghi vô. Mỗi ngày đọc 100 trang kinh Phật, đọc đúng 10 năm có thiên nhãn. Nhưng nhớ là ngày nào cũng đọc hết nha, bỏ một ngày là không có được đâu đó. Là cái này là thầy chịu trách nhiệm, thầy dạy phương pháp này. Quý vị mà ra công ra sức đọc đúng 10 năm, ngày nào cũng đọc 100 trang, có thể từ đó lên chứ không được xuống. Không được đọc 99 trang rưỡi, mà phải đọc từ 100 trang trở lên, mà đọc liên tục suốt 10 năm thì cặp mắt này khả năng có thiên nhãn. Vì sao vậy? Vì những lời dạy của Phật mình thấy rõ luôn các pháp, chẳng phải thiên nhãn không đâu, mà có thể có tuệ nhãn, có pháp nhãn luôn kìa. Tôi chưa dám nói tới Phật nhãn thôi. Chứ còn cái người mà có khả năng đọc 10 năm á, thì cái người đó thấy rõ các pháp sanh diệt và thấy rõ pháp vô sanh. Còn đằng này mình không có đọc thì mình có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc. Còn ai mà không có khả năng đọc vì nói con bị khiếm thị, con không có thấy đường, bây giờ thầy chỉ phương pháp thứ hai. Dạ, phương pháp thứ hai là thiên nhĩ thông. Mình còn lỗ tai nghe. Một ngày như vậy cố gắng nghe giùm thầy 3 cái đĩa. Một ngày nghe được 4 đĩa thì tuyệt vời, nhưng mà có thể nghe 3 đĩa. Thôi 4 đĩa đi, một ngày nghe 4 đĩa. Nhớ một ngày nghe 4 đĩa, mà sáng nghe 1 đĩa, trưa nghe 1 đĩa, chiều nghe 1 đĩa, tối nghe 1 đĩa. Tại vì mình mù mà làm sao mà mình đi làm, cho nên là mình nghe đĩa thôi. Nghe MP3. Nhưng mà phải nghe được 4 vị hòa thượng tôn túc lỗi lạc giùm thầy. Giả sử như nghe hòa thượng tôn sư của mình là hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng, ngài giảng và làm sao nghe cho được 10 năm trở lên. Tại vì nghe là phải trăm nghe không bằng một thấy, cho nên mình nghe là phải nghe nhiều hơn đọc. Trăm nghe không bằng một thấy. Mà bây giờ mình không thấy, mình chỉ có nghe thôi, mà nghe khó tin lắm. Như vậy thì nghe cho được từ 10 năm trở lên thì hiểu được tông chỉ pháp hoa của hòa thượng tôn sư. Nghe đúng 10 năm trở lên thì khả năng của người này có thiên nhĩ thông, là bởi vì người này sẽ hiểu được nội dung kinh pháp hoa, hiểu được cái hồn của kinh pháp hoa. Nghe dùm hòa thượng Thượng Từ Hạ Thông, nghe dùm 10 năm trở lên và mỗi ngày nghe 1 đĩa, mà nghe 10 năm như vậy không được bỏ bữa nào. Nếu bỏ là mất thiên nhĩ thông ráng chịu. Rồi có thể nghe hòa thượng Tịnh Không, Thượng Tịnh Hạ Không, nghe cho được 10 năm trở lên để hiểu cho được tông chỉ tịnh độ. Rồi nghe hòa thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh, hòa thượng Nhất Hạnh, nghe từ 10 năm trở lên và mỗi ngày nghe 1 đĩa,
để đạt cho được hiện tại lạc trú. Nghe bốn bậc hòa thượng thì tôi chắc chắn người này nghe từ 10 năm trở lên mà ngày nào cũng nghe một đĩa hết, thì người này có khả năng có thiên nhĩ thông. Thật ra cái tôi chỉ cho phương pháp để có thể đạt được, đâu có khó, có điều là không được thôi à. Nó không có khó mà mình làm không được, chứ không phải là nó khó đâu. Mỗi ngày nghe con đĩa hòa thượng thôi à, làm sao mỗi ngày nghe cho được một đĩa? Thì 10 năm sẽ hiểu được tông chỉ kinh Pháp Hoa. Ai nghe hòa thượng Thượng Từ Hạ Thông 10 năm thôi, người đó đạt được cái tâm đại thừa. Cái tâm đại thừa là không còn chấp vào một pháp nào hết. Người nào nghe được hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không 10 năm thôi thì hiểu được tông chỉ của tịnh độ, hiểu luôn Tây Phương ở đâu. Nghe mỗi ngày một đĩa của hòa thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh 10 năm thôi đạt được hiện tại lạc trú. Không còn gì để bàn cãi. Thiên nhĩ thông không khó khăn. Cho nên tôi tự sám hối với các pháp là bởi vì con hiểu nhưng con cũng chưa làm được điều đó. Con hiểu, con vẫn chưa làm được điều đó. Đó là những gì mà tôi nói đơn giản nhất. Còn bây giờ nếu quý vị khai thác cái trái tim của mình để hiểu được các pháp của trái tim và pháp của lý trí, người ta tự nói rằng trái tim nó mâu thuẫn với lý trí. Dạ không phải. Cái đó chúng ta nói là dục vọng hiện tại mâu thuẫn với tâm trong sáng, ý chí, nghị lực thì có. Cái trái tim của mình là tiếng nói của ái nhiễm, tiếng nói của dục vọng, cho nên tiếng nói đó nó mâu thuẫn với lý trí thì đúng. Chứ đừng nói tiếng nói của con tim nó mâu thuẫn với tiếng nói của lý trí là sai. Nói như vậy là không đúng. Cho nên mình phải sám hối với tất cả các pháp. Con hiểu do quá trình con học con hiểu, nhưng con sám hối với pháp là con không làm được. Cho nên tôi mới nói là xin cho con phụng sự tới 60 tuổi là con không phụng sự nữa. Cho nên tôi làm đạo sớm là để tôi ngưng sớm, để tôi chứng. Tôi chỉ cần bỏ ra 10 năm, từ 60 tuổi tôi tu tới 70 tuổi là tôi chứng. Mỗi ngày tôi cũng nghe bốn đĩa của chư tôn hòa thượng. Tại vì giờ quý ngài giàu rằng hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh ngài có nhập niết bàn rồi, nhưng băng đĩa của ngài vẫn còn trên mạng internet, vài chục năm sau vẫn không mất. Cho nên 20 năm sau tôi muốn nghe hòa thượng của cố đại lão hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh tôi vẫn nghe được mà, đâu có gì đâu. Cho nên hạnh phúc lắm. Rồi tôi nói tới phần thứ ba là tôi sám hối với tăng. Tôi sám hối với chư tăng là tôi sám hối sự hòa hợp ở trong tôi. Chư tăng là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp từ 4 vị tỳ kheo trở lên, không phải một vị. Cho nên hồi nãy tôi mới nói là nghe 4 đĩa đó, nghe 4 vị hòa thượng, để cho ở trong tâm của mình nó có chữ tăng. Mỗi vị tôn túc như vậy có một cái góc nhìn khác nhau về giáo lý của Phật. Ta phải nghe từ 4 vị chứ không nghe một vị. Vì ta nghe một vị thì ta lại bị vướng mắc vào pháp, ta chấp pháp mất đi. Cho nên không nghe một vị mà phải nghe từ 4 vị trở lên. Và tăng là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Vậy thì trong tâm của con mất đi chữ tăng, vì con không hòa hợp cho nên con đánh mất hạnh phúc của con. Hiện tại lạc trú con mất. Nếu trong tâm của con hòa hợp, đất nước gió lửa nó hòa hợp thì thân con khỏe, thọ tưởng hành thức nó hòa hợp thì tâm con an. Thầy nhắc lại cái này nha, nếu ai chưa từng nghe thì bây giờ nghe nha. Một phân tử nước hóa học á, H2O, vì hydro nó mang giá trị cộng 1, hydro của oxy nó mang giá trị trừ 2. Cho nên một phân tử nước nó gồm có hydro và oxy, do vậy hai phân tử hydro mới tác kết hợp với một phân tử oxy tạo thành một phân tử nước. Thì trong cơ thể của mình nó cũng đã kết hợp bởi ngũ uẩn sắc,
thì có một, mà danh thì có bốn. Nhưng mà không phải danh là bốn đâu, mà sắc nó cũng bốn. Cho nên chúng ta gọi là thân tứ đại. Thân này nó gồm có đất, nước, gió, lửa. Là phần tâm có bốn: thọ, tưởng, hành, thức. Thân và tâm kết hợp với nhau là bốn cộng với bốn. Hiểu không quý Phật tử? Hiểu không nè? À, là bữa nay giảng hóa học đó nha. Giảng là phản ứng hóa học đó. Để cho Phật tử hiểu là không có một phản ứng nào bị chênh lệch hết. Phản ứng nào nó cũng phải cân bằng hết đó. Chứ mình đừng có nói là tại sao mà sắc có một mà tâm tới bốn. Dạ không phải, sắc nó cũng bốn nữa đó. Bây giờ tôi mới nói sự hòa hợp ở trong tâm. Nếu chư tăng mà không hòa hợp thì đạo Phật yếu và mất đi. Thì bây giờ tôi đang sám hối với tâm của tôi. Tôi thấy rõ là bây giờ Phật giáo đang yếu quá đi. Tại sao tôi thấy như vậy? Vì trong tâm của tôi nó đang yếu quá đi. Đức Phật dạy giáo pháp của Phật là con sư tử hống. Vậy mà bây giờ tiếng rống của con sư tử không còn nữa. Bây giờ chỉ còn là tiếng của con gì đó. Không phải còn tiếng của con sư tử nữa. Nếu chư tăng thanh tịnh hòa hợp thì tiếng đó mới là tiếng sư tử. Chư tăng không thanh tịnh hòa hợp, tiếng đó không còn là tiếng sư tử nữa. Quý vị thấy chưa? Cho nên Phật tử, tôi kêu gọi quý vị cố gắng quy y tăng. Quý vị nên thanh tịnh hòa hợp để cho Phật giáo trường tồn và vững mạnh. Thời của Đức Phật, Đức Phật đi tới đâu tăng đoàn hòa hợp ở đó. Cho nên tất cả các tôn giáo khác, tất cả các ý thức hệ tư tưởng khác của Bà La Môn không phá được giáo pháp của Phật. Phật vẫn trường tồn và Phật vẫn lớn mạnh giáo pháp của Ngài. Vì sao? Vì chư tăng thanh tịnh hòa hợp. Còn giờ này trên đất nước Việt Nam và trên thế giới, đạo Phật dần dần yếu xuống. Thì tôi quán xét lại cái tâm của mình thiếu thanh tịnh hòa hợp. Mà tâm tôi thiếu thanh tịnh hòa hợp thì chính tôi lại yếu. Tôi lại yếu. Và tôi nhìn chư tăng, tôi lại thấy chư tăng thiếu thanh tịnh hòa hợp. Là tại vì tôi chưa thanh tịnh cho nên tôi thấy tăng chưa thanh tịnh. Nếu tôi thanh tịnh tôi sẽ thấy tăng thanh tịnh. Phật tử hiểu ý này không? Hiểu không Phật tử? Hiểu. Và tôi mong quý Phật tử thanh tịnh hòa hợp để cái đạo tràng này nó lớn hơn nữa. Đạo tràng càng ngày càng lớn là bởi vì sao? Tâm ta thanh tịnh hòa hợp. Mà khi tâm thanh tịnh hòa hợp thì ta an lạc. Mọi lúc mọi nơi đều an lạc. Cho nên cái câu tùy sở trụ xứ thường an lạc là vậy đó. Tùy sở trụ xứ thường an lạc là chính là tâm của mình an lạc. Mà tâm an lạc thì thân an lạc. Gọi là thân tâm an lạc. Vì chúng là sự kết nối một cách hài hòa. Thân tứ đại này với cái tâm đất nước, với cái tâm thọ tưởng hành thức kia luôn hài hòa với nhau. Và chúng an lạc trong mọi lúc, mọi nơi, môi trường, hoàn cảnh, thời gian, đối tượng, vân vân và vân vân. Ở đâu ta cũng an lạc. Vậy thì ở đâu ta cũng có niết bàn, là chư tăng thịnh. Tôi thấy quý Phật tử ghi vô giùm tôi. Đạo Hồi, hai trăm tay súng của Hồi giáo đã giết gần 10.000 chư tăng ở trường đại học Na Lăng Đà ở Ấn Độ. Giờ này Phật tử đi đến Ấn Độ tham quan, đến trường đại học Na Lăng Đà tham quan chụp hình, nhưng không có một ai khởi ra một niệm suy nghĩ cái tội ác này nó có dừng lại, nó có phải sám hối để nó ăn năn, nó dừng lại hay nó tiếp tục giết nữa.
đất nước Afghanistan là quốc giáo Phật giáo. Khi Hồi giáo bước tới Afghanistan, đất nước Afghanistan chuyển thành Hồi giáo hết. Hai tượng Phật lớn nhất ở trong núi cũng bị Hồi giáo dựng sập. Thế giới có nói gì Hồi giáo không? Phật giáo có ai lên tiếng để đòi lại cái gì về tự do tôn giáo hay không? Hồi giáo có quyền làm việc đó hay không? Nếu tự do tôn giáo, họ không có quyền làm chuyện đó. Vậy mà Phật giáo trên thế giới tự cho rằng mình giỏi, mình mạnh, mình thế này thế kia, nhưng mỗi người coi coi mình còn là tiếng của con sư tử nữa hay là tiếng nói của con gì vậy? Tôi không dám nói chư tăng là bởi vì tôi là tăng, nhưng mà tôi tự sám hối với mình để tôi sám hối trước chư tăng. Con đau lòng lắm. Tại sao đạo Phật có thể chia năm xẻ bảy ra Tịnh độ rồi Pháp Hoa rồi Thiền tông rồi Di thức tông rồi Giới luật tông rồi Thiên thai tông, rất là nhiều tông, đáng ra là ra hoa kết trái, càng rộng chừng nào thì càng lớn mạnh Phật giáo chừng nấy chứ. Cho nên bây giờ tôi thấy Phật tử lại xuống cũng nở hoa ra mà, lại xong xuống rồi nở ra rồi cuốn lại gì tùm lum mà. Nhưng mà Phật giáo ra sao? Cái đó là tôi tự sám hối với tăng, là con còn thiếu trách nhiệm với chư tăng, con còn thiếu trách nhiệm với bản thân mình, làm sao mà có trách nhiệm với chư tăng được. Cho nên đạo Phật sẽ về đâu? Nếu một mai này Hồi giáo mỗi ngày mỗi lớn mạnh thì Phật giáo sẽ về đâu? Chứ chưa nói đạo bạn của mình là Thiên Chúa giáo có một cái chỉ tiêu, thế ai mà có đám cưới là tất cả cái người nam người nữ đó đều phải học đạo Chúa để đi vô nhà thờ làm lễ. Đạo Phật đâu có bắt buộc vậy. Tự do tôn giáo đâu có được bắt buộc vậy. Phải bỏ cái đó. Trong đạo Chúa đi vô làm lễ thì được, mà không được bắt buộc cô dâu hay chú rể phải học đạo Chúa. Ta tôn trọng tôn giáo bạn chứ. Chơi kỳ mà. Bạn ông cha chơi kỳ với cha. Cha chơi kiểu đó là tôi nghỉ chơi với cha. Nghĩa là cha đưa ra cái tông chỉ để rồi con em của Thiên Chúa cưới con em của Phật giáo. Vậy là Phật giáo mất được à. Mà mất được là mất cả nhà. Cha chơi kiểu cha. Chơi kiểu đó là không tôn trọng tự do tôn giáo. Phật giáo giàu rằng có quốc giáo Phật giáo, Đức Phật, Hoàng Trần Nhân Tông, Ngài là vua của một nước, Ngài cũng đâu có bắt buộc ai phải theo Phật giáo đâu. Vậy sao các tôn giáo bạn chơi kiểu kỳ? Cho nên tôi thấy chư tăng rất tuyệt vời, nhưng tôi vẫn thấy thiếu một sự hòa hợp để làm được chuyện lớn cho Phật giáo. Từ đó tôi tự sám hối với chư tăng và tôi sám hối với lòng mình. Con phải phát nguyện lớn để con làm được một cái gì đó để phụng sự cho chư tăng và phát huy tinh thần xuất gia của người Phật tử để cống hiến sức mình cho tăng đoàn, làm cho tăng đoàn lớn mạnh, làm cho Phật giáo trường tồn, chúng sinh được lợi lạc. Cái điều đó là cái điều mà tôi luôn luôn canh cánh bên lòng. Mình chỉ là một con ếch thôi, mà ếch ngồi đá giếng mà kêu ộp ộp là nó đem cây chĩa tới nó chĩa thôi. Cho nên người nào mà nói thì coi chừng chết sớm. Cho nên tôi biết chắc 160 tuổi tôi cũng chết à. Tôi sống không có thọ tới 170 đâu. Nhưng mà phải nói để cho chúng ta cảm nhận được rằng là mình phải nói tiếng nói của chư tăng, và mình phải kêu gọi tất cả những người bạn đồng tu đồng học lấy chữ hòa, dĩ hòa, di quý.
Trong đạo Phật lục hòa là quan trọng. Nếu ta chưa hòa, ta phải tự sám hối với chính mình. Mà ta, thân tâm của ta được hòa, nghĩa là trong tâm của ta có tăng, thì tất cả mọi nơi ta đều hòa. Như vậy người nào mà tu hành mà biết sám hối với bản thân mình, để cho thân tâm nó được hòa, để chúng ta thức an ổn, ngủ an ổn, lợi lạc cho mình và cho cuộc đời. Công đức sanh ra từ y báo và chánh báo. Từ đó gia đình sẽ hạnh phúc, và bất cứ nơi nào chư tăng cũng hạnh phúc. Nếu Phật tử mà biết tu hành, Phật tử quy y tăng, biết sám hối với ông tăng của chính mình, thì Phật tử sẽ có hạnh phúc gia đình. Và đối với xã hội, do mình hòa cho nên chỗ nào mình cũng có thể thuận lợi làm ăn, không có mất đoàn kết. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Mà trong tâm mình hòa thì chắc chắn thành công. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý. Như vậy thì thế giới này nó sẽ hòa bình thôi. Thế giới này sẽ hòa bình. Tôi thành kính kêu gọi tất cả những người Phật tử, ai muốn xuất gia, cố gắng, nếu chưa xuất gia được, còn ở tại gia, cố gắng học Phật nhiều chừng nào, để cho cái tâm mình nó đầy đủ cái dưỡng chất của yêu thương, nó đầy đủ cái dưỡng chất của trí tuệ. Chính cái chất liệu này giúp cho con người đó hòa hợp được với chính bản thân mình. Vì mình phải từ bi với mình, và mình có trí tuệ để mình làm ông thầy của chính mình. Và Đức Phật đã chỉ ra ông thầy đó của mình, đó là tự tánh Phật. Tóm lại, hôm nay tôi có một tiếng đồng hồ từ 9 giờ đến 10 giờ để chia sẻ với quý Phật tử chủ đề sám hối. Giữa thân và tâm của chúng ta phải làm sao để chúng ta nhận ra mình có ông Phật. Mình có ông Phật, mà ông Phật của chính mình vốn là tự tánh không sanh không diệt, tự tánh sáng suốt, hoàn toàn viên mãn, không hề có một niệm nào gọi là vọng tưởng điên đảo. Nhưng mà mọi vọng tưởng điên đảo, chúng ta phải tự sám hối để cho tự tánh Phật của ta được tròn đầy. Thứ hai, chúng ta phải luôn luôn sám hối với Pháp, bởi vì Pháp là tài sản mà Đức Phật để lại. Pháp không sanh không diệt, Pháp giải thoát an vui. Tất cả Pháp Đức Phật dạy cho chúng ta là chìa khóa để mở tâm của mình. Vậy mà ta vẫn để vô minh ngự trị, không chịu mở nó ra để chúng ta hưởng được ánh từ quang giải thoát của Đức Phật, ánh từ bi, ánh trí tuệ, ánh sáng phương tiện, để mọi lúc mọi nơi chúng ta đều có an lạc tự tại. Ta nên sám hối với ông tăng của chính mình là sự hòa hợp. Trong gia đình mà bất an là do chúng ta đánh mất cái chữ tăng của mình. Trong tăng đoàn mà bất an là do chúng ta không tu tập khéo. Như vậy, người khéo tu tập là bản thân mình được an ổn, mọi nơi mọi lúc được an ổn, vậy thì gia đình hạnh phúc, sự nghiệp được hanh thông, thế giới nhân loại được hòa bình, chúng sinh được an lạc. Điều Đức Phật dạy sẽ thấm nhuần cho mỗi con người có tự tánh luôn luôn thể hiện sự hiểu biết và luôn luôn tự mình quay về để làm chủ chính mình. Trong lúc chia sẻ, nếu có điều gì làm cho quý vị khó nghe và nghịch ý, xin hoan hỷ thứ lỗi cho. Nam mô Thường Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống dương lên theo kịp ánh ban mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã cho chúng sinh ngộ ra chân lý sống. Sống trang hòa với những người chúng